Mọi người, đây là cái cầu cầu tràn vượt dốc nhà ông Công. Thì sau khoảng một tuần thi công từ xây kè, đổ bê tông và làm hệ thống lan can an toàn, đến chiều hôm nay thì công việc cũng đã sắp sửa hoàn thành. Và như các bạn thấy là hiện tại thì có một số khách tham quan đã xuống tham quan cầu tràn dốc ông Công. Thì nếu mà mọi người cần chụp hình thì có thể là xuống khai chung nhé. Đây, vị trí này rất là đẹp, phong cảnh rất là hữu tình và hoang sơ. Hiện tại thì anh em xóm khai chung đang hoàn thiện những cái công đoạn cuối cùng. Đấy, đây là khi mà cất nóc thì cất cột đầu tiên thì không quay, nhưng mà đây là cái công đoạn cuối cùng, cho nên là hiện tại đấy, ở cái giữa tràn này thì ô tô nhỏ thì phải ba xe tránh nhau thì mới lọt này. Mặc dù tràn nâng rất là cao rồi nhưng mà cái dốc ông Công này vẫn là con dốc huyền thoại. Đấy. Từ ở dưới dốc nhìn lên đỉnh dốc các bạn nhé. Đấy này. Đấy. Cây như có ông Công ta chờ bông nhảy rồi. Đây như mọi người nhé, nhìn cái review ở trên này thì cái tràn này rất là đẹp ở cái góc này. Đấy. Tràn rất là đẹp luôn, hệ thống lan can đã được sơn phong hồ hai màu. Màu trắng và màu vàng. Đó. Cột thì được sơn màu đỏ để cảnh báo an toàn cho những người đi đấy, tại vì mặc dù là lan can nhưng ở cái tràn này rất là cao. Đấy. Mọi người nhé. Đấy, cái tràn này thì chỗ rộng nhất là 7,3 mét mọi người nhé, còn ở giữa thì nó là 6,2 mét nhé. Đấy. Đấy các bạn nhé. Đây, còn trước kia thì tan rất là cao, rất là thấp, nhưng mà tan đã sau khoảng mấy chục năm nâng từ cái vị trí từ đáy cốt không cho tới vị trí cốt hiện tại bây giờ là dương khoảng phía mép dưới là 5 mét và ở trên là dương 3 mét mọi người nhé. Đấy. Đấy. Đây hiện tại là đây là một số lãnh đạo của xã đang kiểm tra ở đây. Đấy, clip của mình hôm nay kết thúc đây mọi người nhé. Mọi người nếu mà cần tham quan chụp hình thì có thể xuống tràn khai chung nhé, làng Mai Thịnh, xóm 4B làng Mai Thịnh.